thưa các bạn, thành phố Houston là một thành phố lớn thứ tư của nước Mỹ và một trong những thành phố đẹp. Phải nói là rất đẹp. Kinh tế rất phát triển. Nhưng bên cạnh đó, đằng phía sau của những tòa nhà cao tầng, đằng phía sau của những con phố lộng lẫy, đằng phía sau của những quán ăn sang trọng, xa xỉ, nhưng bên cạnh đó, trong những bóng tối, trong những góc khuất của thành phố, cảnh những người vô gia cư rất nhiều. Ngay cả những trung tâm thương mại rất là lớn như là chợ H-E-B, những cây xăng góc đường sầm uất, vẫn có những người trong góc tối ngủ ban đêm, ngủ bên vỉa hè lề đường. Cuộc sống của những người vô gia cư. Và thật đáng buồn, trong số những người vô gia cư này có rất nhiều người Việt các bạn, có rất nhiều người Việt Nam. Và đáng buồn là những người Việt Nam qua Mỹ từ rất sớm, từ những thập niên 80, 90, nhưng mà có những cái hoàn cảnh trớ trêu và có những sự chọn lựa của chính bản thân những người này đã làm cho họ rơi vào cuộc sống lề đường. Những người thuộc phân loại những người vô gia cư. Tân Minh Ngọc The American Eagle, đại bàng của Hoa Kỳ. Tôi làm nghề landscaping mà, làm nghề thầu mà, làm chủ mà. Landscape là landscape chứ sao mà thầu được không? Như thầu quá mà mình thầu nhiều khách đó nè, mình thầu mình làm hàng tháng anh ly á. Chú cũng người Việt luôn hả? Lấy khách. Để xuống xe nói chuyện nha. Dạ, thank you. Ok, ủa anh ở chung với ổng luôn hả? Hết giờ. Hả? Em không phải đường luôn. À. Biết rồi. Sao mà không ở nhà mà lại ở ngoài đường vậy? Em muốn nhà. Hả? Nhà cửa bà xã mất, em ở New Linh, bà xã mất 8 năm rồi. Ồ. Oh. Viên 51. Rồi gia đình em cũng đi lên ngoài rồi. Ok. Đi qua đây năm 81. Ồ, bởi vì xin lỗi anh tên gì? Trung. À hả. Cái kênh Max Video 2008, Max Video 2008. Dạ. À, anh Trung qua năm 81 là cũng một trong những đời đầu mấy người Việt mà đi vượt biên ở Mỹ á. Bốn mấy năm. Ồ, mà mới qua là chắc hồi đó làm cô ăn cũng đơn giản, cũng ok lắm á. Em còn nhỏ, em còn học. Ờ đúng rồi, qua năm 81 là chắc chắn phải còn đi học rồi. Đi làm rồi, hồi đó nó dễ hơn sau này nhiều. Thì sao mà anh Trung lại xa cơ lại dẫn vậy? Vô mê không cả. Hả? Đam mê cái tính em. Ồ, đam mê. Đam mê bà, coi như là bút lá đó hả? Đó. Ok. Trời ơi, chứ dạng đó, khỏi đi. Anh lại ngồi đi. Trời ơi. Rồi anh Trung qua rồi có gia đình gì không? Không, hôm qua với cậu à. Rồi gia đình còn ở Việt Nam lúc đó. Rồi thưa các bạn, nói chung là tối nay mình tình cờ đi ngang cái góc đường, nhìn thấy mấy anh này thì nhìn là biết, phải nói là đúng là nó có một cái gì đó, cái cảm quan biết là người Việt. Tôi ghé chính xác luôn á, chứ không ai chỉ hết trơn á. Không hề biết mấy ông có ở đây mà tự nhiên tôi nói mấy ông người Việt chứ không đâu rồi. Anh thường đi qua đường này không? Không, đâu có thường quay. Rất là nó thường qua đường này không? Thường đi qua đường này không? Không, rất là ít. Rất là ít. Cái tôi là thằng ưng của Mỹ Quốc mà, American Eagle mà. Cái thùng này thùng gì vậy? Thùng cái đây đựng nước. Đựng nước hả? Đựng nước tay đồ hay là để đi ra lâu xe đó. Lâu xe là bỏ tiền vô trong đó. Trời ơi. Rồi ban ngày nóng vậy chịu gì nổi? Nóng rồi, tôi đâu có nghĩ đâu, tôi lấy nón tôi đậu. Không thôi, từ sáng tới tối luôn. Kỳ ghê gớm luôn á, kỳ tính tiền gửi về chứ gửi cho người yêu. Nè. À, anh Trung bao nhiêu tuổi rồi anh Trung? Em 54 và là ông sinh năm 69 hay là 70? 69. Ồ, ông sinh năm 69, tôi sinh năm 70. Dạ.
Okay, cuộc đời nói chung là thấy cũng đáng buồn. Có lẽ là cũng phải nói là không ai muốn như vậy, đúng không? Rồi thí dụ như mà đánh bài rồi nhiều khi là cũng ấy chứ. Rồi ý là đánh bài rồi ví dụ như thua bài rồi đánh cũng có lúc ăn không chứ, không lẽ lúc nào cũng thua không? Đánh bài với lại muốn ở đây nó có gì bài. Ủa cái xe này để làm gì á? Không, cái xe anh kéo con ra rồi. Nhưng mà cái xe này để làm gì? Anh kéo đồ hả? À anh kéo đồ hả? Kéo cho đi di chuyển chỗ này chỗ kia hả? Di dân nữa hả? Trời ơi thưa các bạn. Thấy cuộc sống mà thấy thấy nhói lòng. Anh Trung hồi đó anh đi tàu, đi bằng tàu đi vượt biên. À vượt biên mà anh qua cái qua nước nào? Qua Hồng Kông. Đi qua Hồng Kông. Đi từ Đại Lãnh. Đi từ Đại Lãnh rồi qua Hồng Kông. Hồng Kông. Từ ngắn cái này anh chút xíu nói cho nó rõ chứ. À đi từ Đại Lãnh, Đại Lãnh là đâu đó? Đại Lãnh là giống như là gần gần Nha Trang miền Trung. Đại Lãnh rồi. Bông đều cả rồi tôi ăn tôi hòa rồi cái xuống nữa là đó là Lãnh một cái vùng nhỏ lắm. Rồi em đi viên Mông Cầu Cầu Khánh. Anh Minh phải không? Anh Minh Trung đi hồi đó cũng tốn tiền lắm á. Ông đi tốn hết mấy cây lận? Không, em đi chạy đi Mông Cầu mà. Hả? Ông cậu chủ tàu mà. Ông cậu chủ tàu. Ông cậu chủ tàu. Man, vậy là ông gom tiền của người ta thì có cái chuyện đó. Không nói vui, nói chung là gom nhưng mà cũng phải chi phí chứ. Đúng rồi. Nói cái chuyện gom hỏi chứ tiền không phải bỏ tiền đâu, mua tàu mua dầu mua tùm lum hết trơn luôn. Chứ chuyện gom tiền là chẳng qua những cái thu tiền vé xe thôi. Vậy khi mới lượng nhiều người mấy cái rồi, anh qua Hồng Kông, anh Trung qua Hồng Kông. Hồng Kông bao lâu nữa? Hồng Kông 9 tháng anh. Hồng Kông 9 tháng? 9 tháng. 9 tháng. Rồi trong cái lúc 9 tháng đó rồi người ta ở trong trại rồi anh có học này kia hay là có gì không? Không, lúc đó không có học gì hết. 9 tháng. Nếu mà anh qua tới Mỹ năm 81 giờ là anh đi là phải là ở Việt Nam đi năm năm mấy? 80. Năm 80. 80. Năm 80 rồi. Năm 80 rồi cứ qua Mỹ 81. Qua Mỹ năm 81. Rồi lúc đó anh qua Mỹ là anh ở đâu đầu tiên? New Orleans. Người rất nhiều người Việt mình qua Mỹ ở New Orleans lắm nha. Làm gì đó người ta? Anh dọn dẹp mà ông tính ông không? Ông tên gì ông quên rồi. Ông lên cái gì vậy? Không, ông lấy đồ. Trời đất ơi, ông lên cái ghế hả? Cái ghế ngồi cho anh. Trời ơi, thôi. Ông xiên lắm. Lẽ nếu mà con đem nước là cho mấy anh mấy chú uống nữa chứ còn đâu không có lấy đâu, không có lấy. Tôi mua nước là free tôi cho bà con uống mà. Trời ơi ông thiệt á, ông Mỹ mà. Tôi mua free cho bà con mua lần mấy thùng mấy thùng. Trời ơi, ông có cái ghế này nữa nè. Cái ghế có tên đó gì á? Đừng nói thớt, đừng có đụng vào, Đây thưa các bạn. Ghế cũng có hiệu tên đàng hoàng nha. Do not touch là đừng có đụng vô. Đừng đụng vào, cái ghế mà hồng thôi chú ơi. Trời ơi. Anh vậy là anh qua New Orleans rồi bắt đầu ở bên New Orleans. Ở bên New Orleans thì thường đánh cá rồi, có đi đánh cá đâu? Dạ, có đi đánh cá, đi tôm. Nhưng mà lúc đó trẻ. Rồi em mới về miền Bắc Minnesota được 7 năm. Anh ở bên New Orleans bao lâu nữa? Gần có 30 mấy năm. Cũng có 30 á. Ở bên New Orleans 30 năm. Hả? Rồi em đi 30 năm là qua Mỹ là 42 năm. Là coi như là ông ở bên ông qua năm 81 mà ở cỡ 30 năm thì là tới năm 2011. 2011 mới 81 91 201 21 là 30 năm. Thì không, nhưng mà ở bên New Orleans là như đánh cá với làm gì đó, có làm tôm với đánh cá tôm
là đi con tôm, cào tôm á. Ồ. Anh đi cho người Việt mình hay là người Việt. Người Việt luôn. Đúng rồi, Việt. Người Nam không à. Rồi anh đi đánh tôm nó tiền nhiều lắm hay không? Tiền nhiều lắm á. Ôi mẹ đi. Trúng là có lần đó là có mấy chục ngàn luôn á. À, đúng rồi đó. Mà lúc đó em lọc xăng á. Vô cái là tiền cọc 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 đi chơi. Một anh Trung một lần khoảng thí dụ như ít nhất một lần đi đánh vậy là khoảng bao nhiêu tiền nữa? Thì theo tàu anh ơi, phi dơ hay là đi tàu đá hay là đi tàu nhỏ. Ồ. Tàu phi dơ thì có mùa. Thì có mùa thì theo người là cấp tình đó. Ông làm gì vậy? Trung bình nhất đó là năm. Oh, đất ơi. Thưa các bạn, ông chú này ông cũng có những lớp is the power. Là ông tàu nói sức mạnh cho tình thương là sức mạnh. Please, I need your help. My loved one had the COVID-19 from Wuhan, China. In Phú Yên, Việt Nam, no money. Please help. COVID-19 go to London. Please help a hand. Khai luôn ở Việt Nam, Phú Yên luôn hả? Phú Yên. Hey, to say loved one. Like, thank you so much. God bless you all. Trời ơi. God love you. I love you. Thưa các bạn, ông chú này, ông có một cái bảng mà nói chung là ghi bằng tiếng Anh. Đúng rồi, đúng rồi. Theo ông thấy là ông ghi cũng khá đúng đó. Hồi xưa là nói chung là đúng rồi. Nói chung là cái bản này ông ghi, ông tự ghi luôn hả? Đúng rồi, lãnh là lãnh đó. Không hát bản học đại học mà. Dạ, đúng rồi. Học Chicago mà. Ghi có ý nghĩa và nói chung là đầy đủ, ai cũng phải công nhận là. Học dược sĩ hết á, California đó. À. Thằng Robert nó sinh năm 88 ở California, nó là thành dược sĩ 2015 à. À, thưa các bạn, nhìn thấy các bạn thấy vậy nè. Chúa đã nói Chúa đã nói quyền sức năng sức nặng của tình yêu là tình yêu. Yeah, power of love. Love yeah, tình power. Tình yêu là sức mạnh. Còn hôm vậy anh chồng cho mấy đồng sức mạnh là tình yêu và tình yêu cũng là sức mạnh. Sức mạnh tình thương mà. Vô không có. Xin vui lòng tôi cần sự giúp đỡ của bà các bạn. Tình yêu của tôi đã bị cái COVID-19 từ Vũ Hán, China. Như là tôi sống ở Phú Yên, Việt Nam hả? No money. Cho nên là lớp quanh những người yêu thương của mình đã COVID from Vũ Hán, China đó. Từ đây nó ra đó. Dạ. Nhưng mà cái thằng quốc tế mà ảnh làm ảnh ăn hối lộ của China sao đâu? Anh làm tới nó nhẹ bớt. Tức lẽ gọi là Vũ Hán China nhưng sau này nó là COVID-19. Đúng rồi, nó cho nó xuống nhẹ xuống. Nói chung là thì thôi nó rất lẽ. Nhưng mà nó tranh cãi gì tranh cãi chú ơi, thì cũng miễn đó là biết từ Trung Quốc rồi, không nhưng có cãi gì đấy. Tức lẽ cái này Mỹ nhiều nước làm đơn kiện đó, mấy bầu thường à, biết sao không? Dạ sao? Tại nó gian cá. Nó bị COVID-19 mà nó bị mỏ người ta, nó không cho ta nói ra. Để ông bác sĩ chết đó. Thôi. Ở cả đó cái vụ đó mình để thế giới nói đi cho ơi, để không, cho mấy mà, để ông Biden rồi nói. Bây giờ mình nói chuyện của mình đây đi. Sai chứ. Đây là cũng là người wisdom, mới là người yêu mình, cũng là nhà. Là anh nãy giờ không biết anh Trung là chú tên gì? Hồi nãy con có hỏi rồi, chú nói rồi. Tân Minh Ngọc. À đúng rồi, Tân Minh Ngọc. Minh Quân Ngọc là Ngọc. Xin lỗi con quên. Mỹ là The American Eagle là thần ưng của Mỹ Quốc. American Eagle. Thần ưng của Mỹ Quốc. American Eagle là đại bàng của Hoa Kỳ đó. American Eagle rồi. Đó, American Eagle đó. Dạ. Còn my email á là American Hero is number one at gmail.com. Ôi trời ơi. Đồng của Mỹ đúng không à? Anh hùng của Mỹ Quốc, ai cũng đều anh hùng anh. Email ông dài quá rồi, ông có đọc American, email không? American Hero. American Hero. Rồi. Is thôi. Number one at gmail.com. Chú trước năm 75 chú có đi lính hả? Còn nhỏ. Vậy là xin lỗi chú, Tân Minh Ngọc hả? Tân Minh Ngọc Tân là mới. Tân Minh Ngọc. Quân Ngọc là Ngọc quý à. Minh cũng là Minh Quân đó. Chú bao nhiêu tuổi rồi chú Ngọc? Tuổi đại bàng. Ông đại bàng trong 12 giáp đâu là đâu có đại bàng đâu. Tướng gà. Hả? Gì cái thẩm tướng gà. Người ta hỏi anh tuổi cũng gì? Ông chưa sinh rồi là năm từ đó là ông cũng qua trên 60 rồi. Không có đâu, chỉ có chậm mới có, sinh năm 1978. Mấy tuổi? Không ơi, ông 78 là tuổi ấy mà. 78 đâu 78. 45 tuổi cho mấy. Sinh 78 hả? Bị héo thôi có đâu có gì. Sinh 78 đúng rồi. Tấm hình tôi mà tôi chụp hình rồi trước đây nè, tôi bị bắt vô hôm đi bộ nó cắt mẹ nó. Bạn bãi rồi tôi. Ông Ngọc ông qua Mỹ rồi nè. Về chính là xuống về. Năm 80 à. Qua Mỹ năm 81. Sinh năm 78 mà qua Mỹ năm 81. Ông nói lộn trộn quá. Nói gì? Hồi đi còn nhỏ mà. Ông còn nhỏ ông ơi. Nói nhỏ chứ... mấy tuổi.
Ơi vô đây nè, vô đây nè, ngồi góc này đi, đi quay quay qua quay lại nói chuyện hai người luôn coi. Đây nè, quay nó mới đỏ nè. Đầu đứng bên đây quay quay đây nè. Ôi trời đất ơi. Quay ngay đây cái mặt sáng đi. Tôi giới thiệu anh là ai? Anh này YouTuber tình cờ duyên kỳ ngộ gặp anh Tăng Minh Ngọc anh Trung, người Việt Ly Hương. Đầu tiên á. Mới góc là hồi nãy nói với anh Trung rồi. Nhìn là biết là người Việt, không biết tự nhiên cảm giác sao người Việt. Tại vì cái Mỹ nó cũng hơi nó có cái khác gì đó. Thứ nhất là nhìn người châu Á mà nhìn đón là người Việt. Tại thứ nhất, thứ hai nữa là thấy ông có cái nón lá nữa. Đúng rồi. Đó, có cái nón lá, thưa các bạn, đây cái nón lá. Nhờ coi như là Cố Hương nhìn nhau qua cái nón lá này. Đấy. Thì có thể là cái người nước ngoài đôi khi họ cũng có đội nón lá nhưng mà tôi mà chẳng hạn những lúc người ta hiểu lầm, nếu tôi mà không lẽ đó thì là chắc chắn đó hết rồi đấy. Người ta gọi tôi là businessman á, biết buôn bán kinh doanh, tôi đang gọi là cũng là ông chủ nè. Nghĩ mà không làm ông chủ là dở, bất cứ ông chủ gì nhưng mà họ làm chủ được, ta làm chủ được, phải có niềm tin. Dạ rồi, bây giờ bắp ở đâu, ai nấu vậy? Nó cảm ơn chưa. Nó không ăn, không ăn, mới ăn cơm rồi. Nó chứ đồ ăn của mấy ông mà người ta cho đây này này nè. Mua, ủa mua hả? À thôi. Bắp. Ba sân cái. Dạ hả? Bằng hai cái 3 đồng. Ở đây rồi, ủa nồi rồi nấu đâu ông? Có điện cái đồ là có gà là ga. Ga rồi nấu trong kia hả? Ga là ga nhỏ chứ nè. Rồi đâu đồ ga đâu? Đồ ga đâu? Đồ ga mấy cái thùng à, có trong kia. Mình mua một bốn là bốn cái cỡ chừng 7-8 đồng. Tức là chú Ngọc ở đây thường xuyên ở cái góc gì vậy đây? Ở đây có đi tới đường Bull rồi tới đường Will Crest nữa. À, đi đường Will Crest. Có phòng có bạn em cho tôi ở phòng mà tôi thành ở chứ. Là giang hồ lãng tử. Ra đường xong á, chả biết người ta. Tôi tiếp xúc ngày biết bao nhiêu người. Tôi gặp người Pháp nè, merci beaucoup tiếng Anh Pháp là cảm ơn nhiều. Thank you, see ya tiếng Đức á, cảm ơn nhiều. Ừ, các bạn. Là tiếng Mỹ đi coi Spanish. Yeah. Tiếng Tàu quá là Hồng Kông, Đài Loan là tô chè. Ủa mấy chiếc xe truck này của ai ta, xe truck đỏ còn đậu đó. Đừng nói xe của hai ông nha. Tôi ăn trộm rồi, xe tôi ăn trộm rồi. Thì Cali tôi lên tôi mang xe truck. Em không có xe. Xe chắc mấy người tâm an là. Rồi đây sao mà với chú Ngọc biết anh Trung này, hai người nói chung là cũng lề đường rồi biết với nhau hả? Biết với nhau. Lên này là mấy ảnh đi vòng vòng ngoài đường nãy rồi gặp nhau thôi. Kỳ ngộ. Ở đời ta thấy gì mà không thấy gì đâu nha anh. Ở đời mình có những lúc tôi đi sách sang tên tôi đi hỏi ông là bác sĩ hay là luật sư vậy? Có tướng à. Chứ là mỗi ngày bà cô mẹ hỏi ngày tết mấy... tôi 20. Mấy cái xô này cũng để múc nước ta tắm rồi này hả? Múc nước để lau xe. À, ông lau cái xe kia hả? Lau xe là khỏi bị chết, nghĩa là khỏi căng thẳng tinh thần, tôi muốn làm muốn nghỉ vậy. À, đúng rồi. Chứ còn người ta biểu khác thì làm 3.000 tôi không làm. Rồi có phone rồi nữa này hả? Phone này chat với người yêu hả? Người yêu tôi hai cái con lượng. Trời ơi. Không chứ tôi cũng ăn tổng hết nhà đâu rồi đó. Rồi xong ổn mà vậy, mấy người như vậy mà nó cũng ăn trộm nhau nữa hả? Ở đây có hỏi thôi, trời ông nói người ta mới hút xì ke rồi ông có hút không? Hả? Không bao giờ hút. Nebo hút chứ không có hút đâu, nebo hút. Đâu. Cậu gì mà phải hút cái đó, tao quý lại tương lai. Đúng rồi, nói chứ. Không, tại vì biết sao? Anh để anh ngủ, anh để đó là đi ngang qua. Anh thấy rồi ông ngủ rồi, ngủ quê rồi thì nó dớt rồi đó mới đường mà thứ lúc á mình ngủ á mình thì đó thì từ từ không có đại nói chung vừa nói chuyện với anh Trung rồi nói kia nữa chứ rồi thôi chú chú, chú Trung qua Mỹ là nãy chú nói là qua cũng mấy chục năm rồi hả? Qua năm 81. Năm 81. Ủa một nhưng qua năm 81 là những năm đầu tiên mỗi người Việt ở Mỹ á là làm. Năm 81 tôi qua Hồng Kông năm 80. Qua Hồng Kông năm 80. Rồi ở Việt Nam là ở quê Phú Yên. Phú Yên. Ủa anh Trung Việt Nam quê đâu anh Trung? Cũng có chơi vòng vòng chỗ đó. Đại Lãnh. À Đại Lãnh hồi nãy ông nói Đại Lãnh. Là Tiền Giang. Tiền Giang.
Tiền Giang, nhưng mà đi đi Mỹ đi bằng máy bay, đi sau này nói chung là nó cũng hên hơn chú, là nói chung là ở Việt Nam thì nó cũng khổ cực. Ông đi năm 80 thì bớt khổ cực hơn. Mẹ ở Việt Nam khổ cực ba mấy năm. Trời ơi, anh em mình dữ hả? Đi diện Thái Lan Trung Quốc. À, không có, đi diện HO con. Phải không? À, dạ đúng là cha đi qua trước, cha đi qua trước rồi tại lúc đó trên 18 tuổi nhưng ở dưới Thái Lan nó cút 20 năm. Rồi ông anh Trung Thịnh đánh qua ông ở New Orleans, còn ông qua ở đâu ông Ngọc? Ở tiểu bang Chicago, Illinois. Ủa, oh man, sao mà đi đâu mà đi New York City. Rồi California. Washington, Seattle. 4 năm. Nhưng mà hỏi thật, cái hoàn cảnh nào mà lại chú lại bị ra ngoài lề đường như vậy? Là nói chung là nói thế thôi, vì gia đình thì nói chung là mỗi người gia đình nó có hoàn cảnh chứ. Ông thứ nhất là ông bảo lãnh qua thì đúng rồi, cái đó ơn đó là ông sẽ được trời lo, trời sẽ ghi nhận. Nhưng mà lưu manh không độ ông. Dạ. No, nói chung là những cái bắn rồi thì chú làm gì có những cái tự do như thế này. Nhưng mà những lúc mà nghĩ thấy cái đường cùng nó bực bội. Ông đi qua năm 81, ông bảo lãnh em của ông qua năm mấy? 2012. Phải nói là rất nhiều gia đình nghe anh Trung. Dạ. Yeah. Bảo lãnh người thân qua. Đúng rồi. Tại vì như thế này nè, cái người sống ở Mỹ lâu và cái người sống ở Mỹ mới qua đó, hai cái suy nghĩ, hai cái cách sống nó khác nhau. Rất nhiều trường hợp phải nói là tương tàn với nhau và hoặc là mất anh em tại vì vẫn còn sống đó nhưng mà không nhìn nhau. Thật không, những người Việt Nam đã sống với cộng sản mấy mươi năm nó lây cái gian manh của nó rồi. Hơn nữa nó hết lệ, hơn nữa nó ngu ngốc. Đó là nó đi không nó chú nói vậy con không đồng ý. Không, nói chung là không phải là ngu ngốc thì có thể một phần của chú là sống. Chú nói ông bình tĩnh, chú nói là gì, nếu con người mà cái tỳ đệ không bao giờ họ làm gì, chú là cái ngu, đi được tuyệt độ đâu có không hậu quả. Sống chú ơn đặc nghĩa, sống rất là chị thứ trời tí thương, không có lọt ai đâu ông anh ơi. Không đúng rồi chú, đúng rồi chú Long. Nhưng mà chú Ngọc, nhân quả nó chỉ tả không có chạy thường rồi khỏi nắng đâu anh, cái trong mắt anh coi hay bất cứ gì người đấy trong mắt mày coi. Dạ. Những gì nó chỉ đến đủ duyên nó chỉ đến. Thôi rồi cái đó cái mà chú Ngọc nói nãy giờ có rất có thấy, tôi có thấy rất là nhiều gia đình. Nhưng mà tôi nói anh, những đứa này nó ngu rõ là 100% nó ngu. Họ không phải ngu đâu, mà nhiều khi cái suy nghĩ, cái cách sống, cuộc sống có người tốt người xấu không ở đâu. Phải, anh ơi. Đó là nó ngu, nó khôn, đồ nó luôn manh, nó khốn nạn. Nó gian manh sao thế? Tại sao? Tại vì trong cộng sản mấy mươi năm nó quen rồi. Cái tồi tại đi qua nước Hồ Kỳ. Nhưng mà con người đâu có đầu óc, nếu có đầu không bao giờ làm gì. Nhưng mà bây sao mà nhưng mà em của chú Ngọc, chú bảo lãnh là em là chắc đi qua chung với gia đình luôn chứ đâu phải có mình em. Gia đình nó 7 người mà không? 7 người. Bảo lãnh gia đình 7 người đâu hết. Trời đất ơi. Việt Nam dẫn nó đi phỏng vấn cho nó, không việc cho nó luôn đó. Nhưng mà không ngờ qua đây nó không đạn lương manh. Chia rẽ vợ chồng của tôi nữa. Tôi ba bà vợ rồi, sắp trở về năm trước vợ nó là cô vợ thứ tư là còn 25 tuổi thôi. Ngọc là Ngọc. Ôi trời. Vợ tôi là Ngọc với tiền. Tôi gửi hơn 100 ngàn đô la rồi đó ông nội. Thôi thì thôi thì mỗi người một cái hoàn cảnh thì một cái suy nghĩ, một cách sống. Thì thôi thì cái việc làm của chú Ngọc tốt cũng đem được cái gia đình của cô em qua đây. Thì thôi thì mỗi người một suy nghĩ chú ơi. Biết rồi. Tôi yêu thương chị chở em tôi không ngờ nó mang quả ra cho tôi. Trong cảm lòng ông. Biết một rồi. Lúc sau tôi mới đưa nó ra tòa. Thôi thì mình chú Ngọc nói chung là đứng về cái lòng tâm linh hoặc là những cái tôn giáo ta thường nói kệ nó, mình giúp huống hồ anh gì ơi, mình giúp cho gia đình. Nói là tôi biết anh hiểu không nói gì à. Anh làm gì không phải là nhu nhược. Anh rồi rồi thôi được rồi. Nói là tôi nói, no freedom guy. Đấy đòi lại công lý cho ta. Nói anh nghe, con mắt ta nạ, con ca sĩ Mỹ,
mà nó nhổ nước miếng một bãi nước miếng bờ già mà phạt 5 triệu đô la, anh có tin hả? Anh bấm vô Google coi. Ông tòa ông nói, ông cầm cân ngay mực nói á, mày giàu có mà tao phạt mày 50.000 đô la, mày có thể làm được với 10 người. Dạ. Mày làm thương tổn người ta cái 5 triệu đô la, có thể ăn hết tiền nhưng mà dạ. Thôi. Mang hoài. Thôi bây giờ mình nói chuyện chuyện khác cho gần để vui. Đúng rồi, mình đừng có nói chuyện buồn nữa, mình nói chuyện buồn. Dạ dạ đúng rồi, thấy chú có cảm xúc rồi, bây giờ mình chuyển đề tài đi, mình đừng có nói chuyện buồn. Rồi nhiều cái giống như là đúng mà em rải tôi á, nhỏ đừng la quá, la quá hồi căng tiếng. Dạ. Đem mua tivi mỏng đi nhà nó lên bị nhà sập đi. Nó nói thì dễ giận, nó rụng răng còn cái răng. Dạ dạ. Dạ. Con người mà lưu manh con đồ dễ sợ, anh không biết là ai. Cái tượng đó xong rồi tự nhiên nó rớt xuống vậy ta. Ồ mà ông lỡ ông nằm ngủ nguy hiểm chứ. Cái bộ đã lâu rồi, cái đó là như là biết sao mà phải. Đúng rồi. Cái một cái sợi bị xì tung tung. Không phải, nhiều khi nó cũng làm nó dở rồi nó độ rung nữa, lung lắc lâu ngày nó bị cũng có thể chứ, nhiều khi nó làm cái nó không có cân đối. Con chắc đúng rồi á. Cái thằng này nó đưa vô đó, đúng rồi. Chừng nghĩ về qua xe nó lên chạy chạy lắm á. Làm xong đưa cho anh mỗi người 500 đô xài. Nó đưa. Chạy đưa ra. Ủa chú Ngọc rồi là ông coi như là ông là mấy cái dụng cụ mà lao kiến xe rồi đi hả? Ừ. Lao có sạch không? Ừ, lao sạch rồi. Có người trăm trăm đô, 200 đô mỗi. Rồi lao về lỡ mà có bữa nào mà người ta không cho tiền rồi đập kiến nào không? Trời ơi. Cà nào có Honduras không? Rồi con cà dưới, bây giờ cà Mỹ là dưới cà Mỹ là cà gì vậy? Cà Mexico. Ồ đúng rồi hèn gì thấy quen quen. Mexico này á, mỗi ngày tới cho tôi 2 chọc, ngày nào có 2 chọc. À. Ồ điện thoại kìa, của bồ gọi kìa. Nói anh đang ở nhà hàng nhậu với mấy bạn khách sạn 5 sao. Tôi ở biển, tôi nói cho cô biết không. Hey, cái bóp của ai kìa, cắt để lần quần hả? Anh cắt cắt cái bóp đi Ngọc. Hồi nãy giờ tôi xem cấp mày cái máy nó chậm ấy, chưa, nó chưa được, chưa chưa không có đây. Tao để chúng nó qua lại. Ok. Dạ. Quay bờ con xích nó chưa xong cho nó cái bộ mình trả tiền mấy cho nên nó chạy chậm. Trung ở ngoài này cũng có phòng ở chung xe giữa người này người kia rồi không hả? Chị ở có mày đây không à? Đà Lạt mới về đây được 3 tháng. Đà Lạt mới về đây. Đó được 5 năm. Cái em tính giờ lại đi làm việc đâu xuất xong không bây giờ về Việt Nam được không biết? Ok, mượn đỡ giấy tờ đồ còn đủ không? Giấy tờ thì em có duplicate tám năm không có tù tội gì. Không có giấy tờ là thí dụ như là passport hay là không. Ông phải có giấy tờ tùy thân ông mới muốn về Việt Nam, phải có giấy tờ tùy thân. Không có giấy tờ work permit. Work permit là cũng như bị INSO lâu rồi. INS static. Mà nó cho duplicate, nó cho work permit rồi thế sao mà 8 năm clean ấy, làm có em có luật sư có thời đây rồi mà thì Trung đó vậy chắc cũng có lập gia đình cũng có con cái vậy ha. Trời ơi, đi Đức rồi. Đi Đức là sao thì cũng chia tay thôi chứ. Bà trước nghĩa là sao? Bà trước bà bị hở thác. Ông làm gì bà hở thác? Ông đưa liền bà không phải em. Bán cũng người Việt hả? Chỉ cũng người Việt hả? Không, người Mỹ. Người Mỹ hả? Dạ. Rồi bà sao nữa là người Salvador. Ô mẹ, Salvador. Rồi bà cũng chẳng biết đi Đức chưa, biết mà nói mà đi à? Ở bên Đà Lạt, mà đi thử. Hả? Nên nói em đi á, nó đi làm. Chúng giờ không có việc làm, sao bây giờ qua đi làm cũng gì làm không? Rồi cũng nói chung ra thì mới về đây được 3 tháng Đà Lạt. Rồi em cũng. Okay. Em cũng chưa có chuyên giáo à, cũng chưa có công việc làm gì hết, nhà cửa gì hết, mình chưa cố gắng thôi, chứ giờ sao cũng
À, thì anh Trung, ông có hút rồi không coi? Không. Sao không có? Ông thường mấy người buồn cái đó, nói chung là do một cái đưa đẩy, thì nói chung là bây giờ ở đây thì gặp nha, mình nói chuyện mình hỏi chiêu chơi thôi. Thường hầu hết là mấy người mà hút chưa kiểu nói chung ra mà, thì hồi nãy đó có lẽ là ông cũng nói thật đó, là nói chung là đánh bài đúng cái điều đó làm cho rất là nhiều cũng, người cũng cũng bánh bà phương bánh bà cũng nói nhiều lắm, nhưng mà giờ không có, không tiền đâu có. À ừ, có nhiều khi có 10 đồng, ví dụ 10 đồng em mua một cái thuốc đi, hay là một lon bia. Nhưng mà buồn quá, tiền là để mua bia uống, không mua đồ ăn hả? Ăn chứ, ăn. À, thường ở đây ông đi ăn đồ đâu? Thì mình mua ăn thì nó nhiều chỗ, thường thường mình đâu có vô đó, đâu cho hoài đâu. Thì thử vừa kia chỗ bơ kinh á, hay là chỗ nào mua mì gói ở bên chỗ gì Tân Định vậy á? Chợ Tân Bình hả? Thanh Bình. Tân Bình. Vô đó mua mì gói hay là khá mà cái khả năng khả, hay là mua có một chiếc cơm 3 đồng 4 đồng vậy đó, đó ăn cho mình có cái tiền một số tiền của mình. Ông mà ở đây mấy bữa mưa rồi đi đâu? Mưa thì giọt vô trong, giọt vô trong nào kiếm chỗ mà né được né thôi. À, đúng anh. Ừ, nếu mà mưa ai nằm này ướt đó, mấy cái building này nè, kiếm chỗ núp. Ba con chán lắm rồi, uống bia suốt ngày vậy đó hả? Không có, này mới lon thứ hai à. Mới lon thứ hai à? Không thiệt. À, em uống ít uống lắm, là lon cũng còn nhiễm rồi, rồi uống xíu về chơi thôi. Rồi coi như là có, mà bây giờ bà xã thì chia tay biết rồi, nhưng mà con ông có đứa nào không? Con hai đứa bên Đà Lạt mà. Ai đây là Lạt? Rồi nó không có liên lạc rồi, với nó không có tiếp xúc không? Không có liên lạc gì hết, tại vì mình ở ngoài đường mà. Bao lâu rồi không có liên lạc với mấy đứa con? Có em về đây được 3 tháng rồi. Ủa, mới tức là mới 3 tháng không liên lạc thôi, còn trước đó thì cũng có liên lạc qua lại thì nói. Nhưng mà không có điện thoại cũng vậy. Nó có giúp đỡ gì cho không? Giúp đỡ gì anh? Tụi nó, tụi đó mà không giúp đỡ cho nó. Hả? Tụi nó còn không giúp đỡ cho nó, tụi nó mà. Nó đi làm rồi nó cũng ok không, hay là nó cũng khó khăn? Cũng hơi khó khăn. Hơi khó khăn. Ừ. Rồi bây giờ hai có dính dáng gì với pháp luật không? Có bị tù tội gì không? À, phải hỏi nữa. Tức là có hả? Có. Ồ, xin lỗi. Không là cái gì đâu mà. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện đời ở ngoài đường mà. Đường xá thì nó cũng chơi ba cái kia. Hay là không chơi ba kia mà nhiều khi cái công việc làm cũng khó khăn. Đứa đi làm đứa nhiều cái chán không muốn làm là biết lắm. Trời ơi. Rồi hỏi thiệt, ông có dính dáng gì mà bị dính dáng tội này tội kia? Là lâu lắm rồi. Đâu gì đâu, tội nhẹ thôi mà. Mà tội gì? Tội nhẹ rồi, cái năm 1996. 96 là mà vô INS là năm 1998. Em ra tù, em ra đó INS là năm 2000. Nhưng mà bị lý do vậy nè, cũng nhẹ mà mấy giờ nhẹ lắm. Ờ, hỏi thiệt, chia sẻ cho anh Trung, anh bị là thí dụ như vấn đề đánh lộn, sai xỉn, hút chích, hay là trộm cắp, hay là trộm. Dạ, em xâm nhà. Trời ơi, ông đúng có sai rồi. Được, sai rồi. Sai rồi, có em thấy nhà là trộm nhà. Sai rồi. Nhưng mà ông lâu rồi. Hả? Lâu rồi, năm biết rồi, trộm rồi, rồi có đánh gì, có giết không, người gì không? Không có, không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà rồi ông có lấy được cái gì không mà lại bị bắt? Không, thì mình mới vừa vô cái là nhà nào bên kia nó thấy gọi sáng. Ông chạy kịp hả? Lâu rồi. Thôi thì chia sẻ những cái đáng buồn thì biết dạ, rồi. Dạ. Ê. Bây giờ 8 năm không có tù tội hết. 8 năm gần đây là không có tù tội gì hết. Ừ. Nhưng mà nói chứ trong cái quá khứ cái đó có thể nó còn ở trong cái hồ sơ. Nhưng mà có thể clear được. Nhưng mà ông có quốc tịch Mỹ chưa? Chưa, có thể sanh à. Oh man. Chưa quốc tịch. Cũng may là qua trước năm 95 nên 81 chứ còn qua mấy năm sau này. Em tính ra cái gì bây giờ tới hội đồng Việt Nam gì embassy để cho nó mua vé cho máy bay cho về Việt Nam. Dễ gì? Hả? Dễ gì?
ông mới nói là ông đi ra chỗ đại sứ quán dễ gì, trời không ơi phải, không dễ, ông ơi nằm mơ đi, nó không có rước đâu. Không. Oh man, ông người Việt của mình nha. Ông mà ông đi du lịch đi qua đây, nó bên bển đi qua đây mà lỡ mà có thất cái ca xin giúp đỡ, nó còn không giúp mà ở đó. Ở đó dễ gì trường hợp mà có người ông nói gì biết. No, không có đâu. Không có. Nó không có giúp đâu, không hoàn toàn. Nói ông thí dụ như bây giờ nói mà nếu mà ông Trung á, anh mà thí dụ như anh có gia đình ở Việt Nam mà thân thiết mà muốn coi như là có thể là anh nương tựa thì anh tìm cách về thì còn ok. Chứ còn nói anh thiệt mà cái sự giúp đỡ là chỉ có ở Mỹ này thôi. Đồng ý là anh là người vô gia cư. Anh nhưng mà thật sự mà nói chính phủ cũng có những cái trợ cấp rồi, cũng có những cái này cái kia. Ông nếu ông có giấy tờ ông xin thì nói thiệt cũng có phút tem hay là có này có kia. Có những cái trợ cấp mà hoặc là thí dụ như mà lỡ mà có thiên tai này kia vẫn cho tiền. Còn những trường hợp như ông Việt Nam, trời ơi, có đâu. Anh nói cũng vô lý lắm ạ. Dạ. Em đâu có, gia đình em mà không biết sao sao. Ông có đi làm việc, xin việc làm gì không? Hay là chỉ buồn chán rồi uống rượu uống bia gì không? Không. Bây giờ uống rượu bia đâu. Xin mà mình không có giấy tờ. Rồi phải lên kia lấy cái đúp cái. Mà em biết có cấp ý rồi sao. Chỗ nào không? Nó cho một duplicate đó, duplicate là cái giấy miếng giấy á, là mình người gì rõ ràng, nhưng mà mình phải qua cái khúc đó mà chưa có cơ hội làm vậy, rồi chưa có liên lạc được cho gia đình mà cũng gần 8 năm 9 năm rồi. Không thiệt, không sao không. Em cũng học bị gì không biết, nhưng mà em ráng mà bỏ lý do tại sao mình không ráng làm vậy. Thì cũng nói chung là việc làm này cái anh cũng nói gì chứ có giấy tờ sao mà không gom lại mà vài ba người á, xe mướn một cái phòng nữa nhỏ nhỏ đó ở rồi đi, đi ra. Rồi bây giờ là ông sống hàng ngày chỉ đi dọc ngoài đường và xin xin ở ngoài đường vậy thôi hả? Ông thì đâu có đâu. Em thì xin gì xin đó, mình bây giờ mình xin đồng ở đầu sống một ngày chứ không có cái tham lam gì hết. Tại chú có không có tiền chứ không có việc làm, thì nhiều khi cứ bắt cái gì thôi, bắt cái gì. Nhiều khi mình cũng đầu óc mình cũng cảm thấy cũng hơi yếu. Đúng rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi phải nói là tôi thấy những cái hoàn cảnh như thế này, phải nói là mỗi lần mà hỏi chuyện á, nói mà hỏi mà trong lòng thấy rất là xót. Rất là xót. Mà anh biết là mình nói chung là đi vượt biên qua bên đây mấy chục năm, thì mình qua được nước Mỹ mà ai cũng muốn có cái cuộc sống tốt đẹp hay. Nhưng mà nhiều khi vì một cái lý do nào đó xa cơ, hoặc là vì một cái lỗi lầm nào đó mà nó làm cho mình trượt dài. Rất là mê. Bây giờ tôi hỏi ông nè, thí dụ như tại sao mà ông không cố gắng á? Nói chung là tôi nghĩ là nếu mà mình mình cố gắng mình đi làm cũng được chứ. Trời ơi, có những người Mỹ họ làm trong nhà hàng, ông biết là hầu hết nhà hàng người Việt của mình họ có giấy tờ hết rồi. Để mướn Mỹ có nhiều người làm gì có giấy tờ, tôi chắc luôn á. À bên kia đó có chợ kia muốn 70 người mà không có giấy tờ quốc hết. Ở đâu? Ở bên Dallas, gần lấy chợ luôn. Em làm cho bên đó bên hứa. Rồi ông đi từ Dallas xuống đây bằng gì? Đi xe bus. Có người bạn người ấy mua vé xe bus cho em đi. Mua vé xe bus. Đi lên xe bus thì chỉ có vé đi thôi chứ đâu có cần giấy tờ gì không? Không cần giấy tờ gì hết. Cái vé gì sao? Máy bay cần á. Không biết sao nhưng mà máy bay cần. Vé xe bus về hay không cần. Ông Ngọc, ông nhuộm đầu rồi giống về Mỹ rồi á ha. Ông nhuộm đầu hả? Cái là Trump hair. Trump hair, trời ơi công nhận ngưỡng mộ Trump ha, nhuộm đầu như của Trump. Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt là ông thấy ổng rồi ông nhuộm giống ổng chứ hay là sao mà ông muốn tóc của ông cái được trùm hair. Trùm hair man. Ông thích ổng là tại ổng láo quá.
Đúng rồi, người Việt mình thì cách đây vài năm thì phải nói là rất là ngưỡng mộ, rất là nhiều người. Dĩ nhiên là cũng có những người không có đồng ý với cách làm của ông, nhưng mà bây giờ ông bị tội đó. Không, chưa. Thì cố, nói chung là mà những người của Đảng Dân Chủ thì cố gắng triệt ổng thôi, nhưng mà không biết là triệt được hay không. Ổng làm sai ông anh ơi, chứ không phải là Đảng Dân Chủ thì không cái gì. Ổng nổi vấn đề mà bầu cử phiếu tiểu bang rồi rà đó, ổng ăn sai. Cái này ổng tấn công cấp cái tàu hiệu là ổng muốn đột ngôi vương, ổng phạm tội đó, gọi là phản quốc đó. Nếu mà cái xe này mà bên Đảng Cộng Hòa mà nít là bắt vô tù rồi đó. Ồ, ông cũng theo dõi tin tức thời sự quá ha. Đảng phải thôi, chứ vấn đề mà nhưng mà ở đâu mà ông biết nghe mấy cái tin đó, ông coi tivi hay là ông nghe đọc báo? Ồ. Anh tôi đọc nghe biết gì. Quá giỏi. Quá giỏi. Mấy ông vừa hỏi mấy đây nói ông ứng quốc cử ông ứng cử quốc hội được. Không có được tôi làm được. Nhưng có ông khu vực quả đi chứ. Mấy nhiệm kỳ đó. Nhưng mà anh hơi có cái phần anh có tiền ít, anh hơi kinh nhiều. Đâu có tiền nhiều chứ, có tiền chút ít gì ông? Biết gì, tiền nhiều chứ, man, cái building của ổng mà ổng biết bao nhiêu triệu, mấy nhiêu triệu. Rồi có những cái chỗ khác nữa làm sao mình biết. Nói chung là mấy người làm chính trị ở Mỹ là ai cũng có tiền. Anh Trung đi là nếu mà đi tìm việc làm là ông thích làm những cái gì bây giờ? Em thích làm clean up thôi. Clean up? Giống như làm gender, làm clean up. Oh, ok. Clean up như là quét dọn. Đồng hồ clean up, quét dọn. Không có thích đi làm nhà hàng đâu hả? Nhà hàng vậy. Nhà hàng em cái em bị high blood pressure. Oh. Ông không nhớ gì mà cũng high blood, high blood pressure nữa hả? Bị cao máu nữa hả? Cái tính em có làm không được, em bút giọt liền à. Oh, ok. High blood pressure. Và chủ và chữ là đây là see later. Nói chung phải kềm chế chứ. Đúng, đúng rồi, kềm chế nó đúng. À. Mà cái gì nó giao việc của mình. Cái đôi dài này ông mang bao lâu rồi? Lâu lắm. Hả? Mấy tháng á. Mấy tháng hả? Ừ. Cũng bền quá, hiệu gì vậy? đưa nhãn hiệu nó để quảng cáo cho công ty hiệu gì vậy? Ông còn không biết hiệu gì nữa hả? Adidas. Adidas? Oh man. Đây đôi giày này cũng mấy tháng nè. Mấy năm chứ. Bạn áo ủng hộ cho cái gì vậy? Cái áo này là thì bạn cho. Thì nó là get your rear in gear. Ủng hộ cho cái hội ung thư. Ung thư. Dạ, ung thư. Cái gì vậy? Là cái vẻ rất là vui. Mấy cái này là mấy cái đồ này, đây là toàn bộ của chú Ngọc hả? Có của anh Trung không? Không, Ngọc không à? Của Ngọc không hả? À, em chỉ rồi đồ của ông đâu? Em không có, em đâu ở đây đâu. Em đi tụm lum la hết mà. À. Mới gặp anh đây. Thưa các bạn, mình cảm nhận là chú Ngọc cũng không phải là một cái người homeless hoàn toàn. Ở rất là sạch sẽ, cũng có mấy cái miếng thùng giấy để mà kê, và có mền, có gối đầu đồ, có mắt kiến đồ, mắt kiến rất là sạch sẽ nha. Đúng rồi. Mắt kiến rất là sạch sẽ. Chú Ngọc, cái kiến của ông là kiến độc, kiến lão. Bao nhiêu độ ông? Bao nhiêu độ? Kiến độc chữ. 3.25 tôi đọc. 3.25. Oh man. Đọc chữ cho nghe cho báo đồ nó mới rõ. Ồ, 3.25, ok. Tài sản của ông đây hả? Man, cà giạc. Tôi có nhiều xe lứa ông ơi. Man, cà giạc nữa nha. Ồ, có lý đó nha. Ừ. Mặc đồ vô là giúp như là cà phê đây hả? Hoàng tử chứ à. Ồ, phải chịu khó lắm ạ. Anh Ngọc cái là sáng vậy là ông đẩy xe ra kia. Cà phê phố là đâu ta? Cà phê phố là gì? Tụi nó đi vòng vòng ai xe nào cần rửa. Không, nhưng mà ý là nói cà phê của Việt Nam á. Làm nhà rất là liều. Ồ, cà phê phố. Mới nghe nha. Người Việt mình thì đa phần cà phê Trung Nguyên, cà phê Nestle gì đó. Trung Nguyên dễ ẹt, cà phê đi ngon hơn. Không, phải không được 100% á. Ở đây là tắm rửa đâu, tắm rửa đâu anh Trung? Tắm rửa thì nói chung ra ở xa này có rồi nước, ở bên kia cũng có rồi nước. Tôi tắm rửa cái này bên kia cái có rồi nước. Tắm ngày ông làm thao nước ta quá. Nước
đây nè, nước tôi dặn cho có cái sụp ông nói chứ tắm đúng rồi, chính xác, nghèo cho sạch, nghèo cho sạch cho thơm, rách cho thơm, đúng rồi. Ở gì mà phải gì đâu, phải nước đừng có thấy. Ông mà phải 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 công nhận ông hồi nãy ông nói tôi không phải homeless, tôi ra ngoài đường thích ở tự do. À. Đúng. Nói là giang hồ lãng tử, ra đường ta sống ta biết. Ông mà nó nói thật ra xin lỗi, đúng là anh nhìn anh Trung mới là homeless thôi, còn ông chú Ngọc này không. Nhưng mà nãy giờ ông cũng không có thiệt tình với tôi nha, ông không có nói thử thiệt ông nha. Ờ, người ta nói là anh biết sao tôi nói vậy. Tại sao Mỹ mà nó kỵ hai cái? Bây giờ đố nè, ông nhìn tôi ông nó bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không cần phải đố gì bắt đầu. Hay. Tôi với anh Mỹ tại sao nó kỳ, nói là một là hỏi tuổi tác của nó, hai là hỏi lương của nó, tại sao nó kỳ? Không, cái đó người Mỹ, còn người châu Á mình thì. Là người Mỹ rồi ông anh hai, tôi Mỹ rồi cả đời của tôi rồi. À và quên á. Mỹ mà sống kiểu Mỹ. Rồi cho rồi ông có quốc tịch rồi chưa? Có quốc tịch rồi phải không? Đâu rồi. Đúng rồi, có quốc tịch mới bảo lãnh được Mỹ, gia đình em gái qua. Ừ. Hình như bữa mới gặp anh rồi. Trang Sơn hả? À bữa mới gặp anh ở dưới kia anh Trang Sơn tiền để anh sửa gì đó. Ở đâu? Hả? Ông nói đúng rồi. Đúng rồi. Đâu giờ? Ông gặp ở đâu? Không có. Tôi chưa công nhận nha. Ông nói anh gặp tôi ở đâu? À bữa em anh Sơn ở dưới chỗ con rùa gì đó. Chỗ cái gì? Chỗ mà anh hớt tóc á. Chỗ con rùa hớt tóc ở đường Vegas á. Con rùa hớt tóc nào? Cái chỗ mà anh biết xưa nó sóc đó đó mà con rùa lên có nước đó. Ồ chỗ Linh Quy hả? À Linh Quy. À mà đâu rồi sao nữa? Rồi anh mới gặp anh Sơn, anh mới nói chuyện anh Sơn rồi. À, anh Sơn là anh nào? Sơn là anh hớt tóc á. À Sơn là hớt tóc. Super khách đó. À. Ừ. Ủa không anh lộn tôi rồi. Phải lộn hả? Phải à? À không phải, không phải. Ừ. Chữ giống anh. À. Thì hôm hổm tôi cũng gặp một người cũng quay phim của một cái người cũng ở dưới gầm cầu chỗ góc đường Willard, ông tên Sang. Ông hồi xưa ông trước năm 75 thì ông nói ông là bị kích Mỹ. Ừ. Ông mà ông đi năm 75 luôn á. Ông máy bay chở ra mày ấy. nhưng mà đúng, nếu mà anh trung tuổi, anh nói đúng tuổi rồi, hồi mà năm 75 anh còn nhỏ, tuổi anh còn nhỏ, anh lớn dạ, tuổi. Dạ, dạ. Em xin nhưng mà hồi, nếu mà đi qua đây là nếu anh qua đây năm mới mười mà đi hồi mà 12 tuổi, vòng vòng 12 tuổi rồi tiếng Anh rồi ông cũng được lắm, viết đồ giỏi được đó mà. Ừ. À thì đúng được. Rồi qua đây ít mấy nhiều năm rồi thì ông phải đi học, dù có học dở cỡ nào đi ông cũng phải nói được tiếng Anh rồi. Được chứ, vậy giờ mình nói tiếng Anh đi. À, nói tiếng Anh sao anh hỏi gì? Mà thôi nói chơi với mình đâu có cần biểu diễn tiếng Anh rồi, cho người khác nghe đâu, phải không? Mình rồi. Đang sống tại Mỹ mà. Đúng rồi anh. Tôi tin anh nói anh qua năm đó là đúng rồi, qua Mỹ lâu rồi. Lâu rồi, có mấy năm rồi. À, đi từ Đại Lãnh. Ừ, đi diệt viên mà. Để học ở bên trại Thị Nhàn á. Đi ô Cầu Khánh. Ô Cầu Khánh vô tòa. Qua tòa. Hỏi người Mỹ. Xem chết. Đúng rồi. Ai biết, đúng rồi, Mỹ là không có hỏi, không có hỏi tuổi, không hỏi tài sản, không hỏi xe nhiêu, nhà nhiêu. Đúng rồi, cái đó đại kỵ luôn. Đạo ai salary tức là hỏi mức lương, mức tiền bạc. Thì cái mỗi một cái quốc gia, mỗi một cái văn hóa sống nó khác nhau. Dưới anh hỏi vậy thì nhiều khi cái lộ cái tiền của người ta, cái thu nhập ta nó nguy hiểm. Người Việt hay là người Mỹ nó cũng giống nhau thôi, là một con người. Nhưng mà tại sao nó muốn cho người mình biết? Tại vì ông bà anh biết nó tại sao nó gì không? Sao? Tại sao anh hiểu không? Nếu anh biết nó nói vậy thì rồi ông nói đi. Tại vì á, biết tên tuổi của nó để mà soi mói làm phiền nó. Biết rồi, cái đó là đối với người Mỹ đúng rồi, biết tên tuổi sao mói. Không phải làm phiền sao? Đâu có, Việt Nam mình thường đa phần là thí dụ như là hỏi anh tuổi gì nhà đâu, cái đó nó rất bình thường hỏi thăm. Anh đừng nói là giỡn, đa số là biết cái đó để soi mối thằng kia già, thằng kia trẻ, nhiều kiểu, nó gây phiền phức cho người đó, nhiều cái đó là Mỹ nó không dễ sợ. Đúng rồi. Bao bảo đảm người Mỹ nó không ngu hơn người Việt của mình. Tại sao người Mỹ nó buôn bán kinh doanh nó giàu sang phú quý, còn nhiều Việt là mày ngu ngốc chết mẹ luôn. Nhưng mà ngược lại coi. Bà nói anh sao? Đừng nói gì. Thôi mình quá lớn. Hỏi ông thanh chơi với này các người Việt nào mà giỏi tài hơn Mỹ không? Ông xin lỗi cho mơ ra ông. Là cũng có chứ, cũng có như hiếm lắm ông ơi. Yeah. Tin tiếng đầu ngón tay đâu? Tại sao Mỹ nó nói là thượng đế? Bây giờ thông minh nhất á. Mình nói,
không thượng đế. Vàng ngày 24 là gì? Dạ. Dạ là coi. Coi cái tôi mình quá lớn ông anh à. Silver là giờ là quay gù. Brown gù. À, lên Việt Vũ. Người Mỹ này nó toàn nó nhận nó tài cũng đưa vào nước Mỹ á, gọi là hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà nó nhận đâu, nhân tài hết à, nó hút hết á. Ông đón coi giờ mấy giờ đây? 12 giờ mấy 1 giờ. Ừ. Khi tôi đâu có ngủ đâu anh hai. Ủa không ngủ làm gì? Thức à? Đúng. Tới sáng luôn à? Đúng. Nhiều khi nhưng mà ban ngày ngủ á? Không có ngủ. À. Luôn đêm luôn ngày luôn. Bây giờ là 1 giờ 6 phút sáng. 1 giờ 6 phút sáng sáng thứ hai. Tối nay là tối chủ nhật sáng thứ hai. À dạ. Ngày 8 tây tháng 8 năm ngày 21 tây tháng 8. Ngày 19 rồi anh. À ngày 21 rồi đó. Đúng rồi, 1 giờ sáng ngày 21. Ừ. Thấy những nhiều người mà hỏi cái tuổi á, cái đại kỵ là đúng, Mỹ nó rất là khôn. Cho nên tôi phải bắt chước Mỹ mới được. Tại sao tôi không nói? Sao, ông sao? Hỏi mày tuổi gì á? Đúng rồi. Đại bàng. Dạ, khôn. 12 con giáp đâu có tuổi đại bàng, tuổi Mỹ cái trẩm mới có thôi. Ừ. Rồi mấy cái bình nước, cái bình xanh xanh đồ để làm nghề lao kiếm đâu đó hả? Lao kính, tôi còn nhiều xe lắm mà mỗi trước đây đâu năm. Thường lao chỗ nào? Lao đây. Đây rồi tôi đi đúng chỗ. Dạ. Đường Gisner, rồi đường Bismarck, rồi đường Wilkes. Rồi kéo bằng cái đó, là cái đó kéo đó nên. Đi xe bus. À đi xe bus. Ủa ý hả, là tại sao mà không lao lao một chỗ mà phải đi nhiều chỗ vậy? Nhiều cái xe chỗ này nó không có không, nó nhiều. Mình thay đổi chỗ mới, người đất cũ đãi người mới. À. Mình tới chỗ mới mới khá là lạ để cho nhưng mà chú Ngọc thật sự lao cái đó đa phần là người nước ngoài thôi, chứ còn người châu Á mình họ ít có thích lắm, này hậu tự lao. Đó, nhưng mà Việt Nam cũng được, tốt lắm, với lại người Mỹ đi nó tốt lắm. Mà Mỹ trắng nó kẹt Việt lắm ông ơi. Mỹ trắng vậy kìa. Nó giàu cả gì mà trầm xà lắm. Có khi đâu nó không cho tiền mà con mặt nó xụ lại quá. Không phải, Mỹ trắng đa phần là người ta không có xài tiền mặt ông ơi. Tiền cái đâu mà có trong lớp trong bóp mẹ anh ta là thẻ không à. Ông ta Mỹ đen nó có. Đúng, Mỹ đen với Mỹ với người châu Á mình xài. Còn Mỹ trắng mà đúng Mỹ trắng ra ông ở lâu ông phải công nhận là Mỹ trắng rất ít xài thẻ. Đúng không anh Trung? Mỹ trắng xài thẻ không à. Còn trời nó không có sống trong cái nghèo cảnh khổ, nó không biết thương ai. Cho nên nó trầm trọ cái lòng dạ nó kỹ lắm không à. Chú nói không à. Cái người Mỹ trắng là người giúp nhiều nhất trên thế giới cho mấy cái. Nó không có cho những tiền lẻ như thế này. Nó không muốn vậy, nhưng mà đụng chuyện là hầu như là người Mỹ giúp trên toàn thế giới luôn. Oh man, cho nước này nước kia. Trắng giỡn không à. Nếu có người mà nói đồng lượng từ bi thì bất cứ cái chuyện lớn như nhà lắm vẫn làm được hẳn hai à. Nhưng tôi thấy Mỹ trắng đa số á, trả lắm mọi người. Tại vì nó sống trong giàu sang cũng quý bầu là mấy lâu nay. Cho nên nó cái lòng thương người nó không có giống người Mỹ đen. Người Mỹ đen nó gian khổ, nó biết thương người hơn. Tại nó trong bên cạnh nó khoan, hồi nãy mới bước xuống là ông nói Thí Nghe có quay ông ở đây rồi hả? Bữa vậy là ông có lên hình ảnh của Thí Nghe. Ủa anh nó đi à, nhưng mà 2 giờ đêm hả? Ừ, nó quay lên đây tại nhà nó lấy cái nước phở. Ông Thí Nghe hình như ở Thí Nghe nhà ở bên ở dưới Cali. Dạ ông Cali, nhưng mà nó có nhà ở Sugarland ở Starford đâu nè. Cũng không có tiền lắm. Thí Nghe. Mà đúng, nó làm YouTube, Thí Nghe là một trong những YouTuber coi như là nổi tiếng á. Thì ta cũng giống như nó giờ cũng được. Nó cho gần coi có triệu người lắm. Dạ. Nó bỏ ra 5-3 ngàn bạc mà nó thu dũng biết bao nhiêu tiền cái anh. Cái đó nó làm nhiều dần còn rồi, còn con thì mới làm thôi, mới làm mà chưa có kiếm tiền nữa. Đi vòng vòng hồi xưa ở Việt Nam thì nói chung là cái hoàn cảnh này ở Việt Nam hồi xưa rất là khó khăn, không phải công nhận ở Việt Nam. Dạ, ở Việt Nam rất là khó khăn. Nếu mà nói dùng từ là nghèo, hồi để coi sao nó phải làm nhớ cái từ vui lắm nha. Đi chứng lý lịch bần cố nông. Cái từ mà tôi bảo đảm mấy ông biết ông đi Mỹ ông này thì chắc bần cố nông thì không biết rồi. Tại vì phải lớn một chút xíu đi làm lý lịch á, có cái từ bần cố nông. Chứng lý lịch mà không phải bần cố nông á là coi chừng bị mệt lắm á. Phải bần cố nông mới dễ sống. Nhưng mà năm nào? Sao năm 75? Năm mà phải bần cố nông á rồi sống gì cho còn sẽ mới yên. Nếu chính mà không xác. Bần cố nông mà mình không có tài sản gì cũng đâu nói nổi, bắt anh đi cải tạo và học tập mà đi lính đâu mà nói. Dạ ba con xưa trước kia. Ba con đi học tập mà sao năm 75 đi ông? Hả? Đi ông. Mẹ con bơ giờ mấy năm đi lên thì đúng rồi. Anh đi lính chẳng hạn như rồi sĩ quan thế này nọ thì bắt hành là đúng rồi. Hồi xưa cho mà cải cách đúng đó. Thì bần cố nông á mấy cái thằng dốt á lại xử mấy cái thằng khôn. Nhưng mấy cộng sản nó ngu lắm. Rồi thôi giờ mình nói chuyện bên đây đi. Này này có ông hay gì đó, ai uống đây? Rồi anh á. Có ông Trung đây hả?
Không, có anh đang học. Ờ, Ngọc. Nào, uống đi ông. Miller, Miller Lite hả? Miller Lite. Ừ. Có thịt bò nè, không có thịt lợn nè. Ôi trời. Ôi mẹ, ông mua đâu sưu tầm đi? Mua 3 bốn miếng gì đó. À, thôi thôi, nô no, không ăn. Không, không cắt, nói thôi, trời ơi, con đi ra nửa đêm đi 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 đâu không không ăn, không ăn ngay. Rồi rồi, không ăn, không ăn. Nói không ăn. Rồi rồi, ok ok, cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, công nhận cái đồ ăn nào lúc nào cũng có. Ở Mỹ là không đói đâu. Hả? Ở Mỹ là không đói. Ừ. Cái này là ông nấu hay là ông mua vậy? Ồ, mua nó quay sẵn rồi, mình hâm lại cho nó nóng. Ủa, ở, ở đâu mà nó bán cái này? Thôi vậy không ăn. Trời ơi, mà. Thứ nhất là ăn cầm một hồi nó dính vô cái điện thoại, dính vô ấy nè. Cảm ơn, cảm ơn Vinh Long nhiều. Tôi đút tròn à. Thôi. Ừ, em mà. Nói xin lỗi, không phải không phải à, không mà. Phải ghê, nhưng mà đã ăn rồi. Ừ. Tối ăn rồi, ăn no rồi. Dạ. Cái này ông mua ở đâu ạ? Qua mạng. Ồ, xin lỗi, ông đã nói quan mạc rồi. Nó quay sẵn rồi. À, hết rồi. Đùi thất kỳ với cái này đúng rồi, nó má bán quan mạc. Phải rồi. Nó smoke nó quay sẵn hết. Đúng rồi. Rồi, hâm lại ăn thôi. Rồi chỉ hâm lại ăn thôi. À. Ừ. À. Nó nấu sẵn mà. Ăn đi chú Ngọc. Cảm ơn rất là nhiều. Gia vị đủ rồi, hâm lại thôi. Cảm ơn rất là nhiều. Được rồi, đưa ông ăn đi. Với tối ăn cơm rồi nhà. Ông biết ông đi không có dám ăn mà cái bụng bự nè. Ông mẹ cái bụng bự mà lớn lớn mà cái bụng bự là nó hơi ngồi, có khi ngồi không có được á, không ngồi bây giờ nó không ngồi chậm hẳn. À đúng rồi. Không biết lớn tuổi chút sao chứ già còn hơi làm biếng. Bởi vì nãy tôi gặp ông Trung tôi nói body good á. Đúng rồi, sao. Hả? Tôi làm cái ngày cái đêm không có nghỉ, những lúc tôi ngồi nghỉ xuống ghê không ơi. Cứ đứng cả ngày đi làm vừa chạy không à. Nói thiệt coi, một ngày ông thí dụ lao kiến xe thu nhập coi như trung bình thôi, khoảng bao nhiêu? Mấy ngàn tháng cũng được mấy ngàn. Tôi hỏi một ngày, ông nói mấy tháng? Năm mươi chục, 200. Lên tới 200 luôn hả? Là làm tôi đi. Mới tôi nói, ồ tôi xin nghỉ công ty, tôi đi theo ông, tôi lao kiến xe ngày 200. Nói chứ... Có khi được 300 mấy. Dữ vậy? 325. Bữa sau được 275. Oh man, cái đó là người ta nói chung là những người mà người ta làm từ thiện người ta cho tiền ông á. Tôi lòng xe chết mẹ luôn chứ. Đúng. Thở đúng đúng. Không hơn chứ. Trời nắng quá xin ông ơi. Mà cái đó nguy hiểm đó chứ. Có hỏi thiệt, có khi nào mà bị xe nó hít ông vô tình hay là có những không? Người mà ta giận mà người ta giống như người ta. Bậy bạ. À, chưa bị hít luôn hả? Đúng, nói chung. Bây giờ nè, đứng từ góc độ một người lái xe nha, tôi nói xin lỗi, sợ mấy người đó thấy mệt luôn. Đó, 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 đó. Đó, bữa nay tại vì gặp người Việt mà nói con đã bị từng nhiều lần này chú, nên tôi tư ông lớn tuổi hơn nhiều đó, mới nói rằng con phải ông Trung, ông lớn tuổi hơn mình nhiều phải không? Đúng rồi. Rồi chú Ngọc biết không, ban đêm thắng xe thấy lao sợ nó chứ, tại vì thứ nhất là biết người ta nghèo nhưng mà nhiều khi nó quạo, nó đập cái cây mẹ chiếc xe mình làm gì nó. Làm gì nó, bây giờ gọi cảnh sát là mấy người đó làm gì nó. Thành ra nói chung là đa phần nha là sợ mấy cái người lao kiến xe thấy mạ luôn á. Ờ thì ông nghĩ vậy chứ mà tôi đứng từ góc độ người lái xe chứ, ông hỏi 10 người coi, một không sợ thì người ta cũng hơi bực mình khó chịu lắm. Ừ. Đừng có sợ. Rồi đúng rồi, bữa nay tôi đừng có sợ. Ừ. Mai mốt nói thật với lòng nha. Bữa nào tôi đi nghe thí dụ như có dịp giờ đi nghe tôi sẽ thấy ông, tôi sẽ dừng xe lại. Là mình có niềm tin. Mình cũng tán sợ vậy, đúng có thằng á, cái sự kiện lớn thì mình niềm đạo. 35 coi như tháng cũng được vài ngàn, ok. Thành ra bởi giờ thấy cuộc sống ông cũng không, nhưng mà khen cho ông nha, sạch sẽ nha. Mấy cái mền rồi này, mấy cái tông này hồi nãy nè, giấy rồi. Mền rồi giặt. Cũng dơ ông ơi. Mền rồi giặt lại đâu? Tôi giặt khỏi gần đi đâu tiệm giặt. Tôi giặt luôn, phơi nắng luôn. Thì đúng rồi, ông giận ngoài trời mới nắng. Mà kỳ tôi giận quá, bỏ ông ơi mốt, cảnh sát nó hốt anh mốt. Thì sao cảnh sát hốt sao? Tại tôi đi không có mặt ở đây. À, hồi nãy giờ. Thưa các bạn, nãy giờ mình không phát hiện đây có đầy đủ bếp. Còn mà ông nấu mùa khô này, cẩn thận nha, gió rồi. Mấy cái nhiệt này, nhiệt độ mà ban ngày là phải nói là 110 mấy không ở ngoài trời này nè. Cẩn thận nha chú Ngọc. Ông chưa bà,
có gì thì ông cũng bỏ chạy chứ mà chuyện cứu quả lo. Ồ, rồi à, coi như là chủ building nó cũng cho mình câu điện xài hả? Nó thấy không? Người ta thấy không? À, thưa các bạn, à, chú Ngọc cũng câu điện từ ở đây. Đây, ông xài bếp điện đây. Xài bếp điện, chạc điện thoại đồ đầy đủ nha. Nói chung là thôi thì cũng cuộc sống nó cũng có một cái sự thoải mái một chút. Ồ, cũng ok. Trời ơi, dầu gội đầu rồi đấy hả? Ngon lành nha. Cái gì vậy? Hả? À, ông thấy, tôi thấy cái chai xanh xanh này này chắc dội đầu chứ gì? Ừ. Đúng rồi, của men nè, đó, xuê. Ừ. Có gì nước bên kia? Thấy thành ra con hơi ấy chút xíu chứ không phải lục lạo nha. Ừ, năm rồi hai. Có gì nước sao? Cái này áo đầm, váy đầm của một cái tượng rớt xuống đây. Ừ. Cũng chua, một tiên lắm. Ok. Bà này phải giàu rồi. Bà này là bà nào? À, xuống rồi. Bà chủ áp bồi đen thiệt. Đúng rồi, Apple trên tiệc ở Hilton này thì nói là ai không biết, ai không biết Apple trên tiệc. Nhưng sống của người phải có đức, có tiền bạc, những lúc mà không ăn đơn cái đức á, từ chừng nó cứ nói đi rồi. À, thì thôi cái đức của họ thì thôi con không dám bàn. Thứ nhất là nhiều khi có những người nghĩ bà không có đức nhưng mà người khác nghĩ có đức. Có thể là thí dụ như ông nhìn cái đức đó. Ông nhìn một cái góc độ nào đó nhưng mà có người thì nhìn bà này, bà có đức mà mới làm ăn thì khá giả chắc bà có gì đợi mà. Bà khôn không? À, bà thì bà văn tài đức sung bà muốn tiệm đây là bà muốn làm biết cái rồi nhưng mà nhiều khi cô bà ha franchise ta cô bà chủ hết ha franchise đúng rồi là bác sĩ luôn bác sĩ bà điên thổ bà điên tịch luôn mà đúng rồi. Ừ. Rất là cảm ơn ông, đáng lẽ là thi dù để thăm những người như chú với anh Trung rồi cần giúp ta đem nước đâu ông còn đem nước ông mời lại con nữa. Rồi con đem cho bà con hả? Đúng rồi không công nhận cái này là coi như là những người vô gia cư cao cấp nha. Cái này không à? Đúng, đúng rồi, ông không chịu nhưng mà nói chung là người ta cũng chị thâu. Đúng rồi, người rồi. Vậy là bữa nào ông giới thiệu nhà cửa đi. Cao cấp. Chắc ông làm nhiều hơn tôi đâu. Đúng. Chắc ông một chút anh bằng tôi đâu. Ôi trời, tiếng Anh thì nó nói gì? Nhưng mà sao rồi có những lúc mệt mỏi có những lúc về ông nói chung là hồi nãy ông nói có cái phòng ở đâu phải không? Dạ em tôi có phòng ở Phi Văn Phi ở Phi tôi lúc còn ở nhà đó tôi đi ra đường tới thì khói hơn. Đi ra đường ở lâu chưa? Hơn cái năm nay hả? Nhưng mà tôi muốn về nhà thì tôi về có phòng ở trên lầu á. Tôi có ổ khóa nữa. Tôi có khi khá là nhiều quan trọng với yêu em tôi rất quan trọng. Ở gần đây không? Đi xe bớt trong 1-2 tiếng. Đi xe bus 1-2 tiếng. Phải chờ đợi đi 2 chuyến xe lớn. Ồ đi hai chuyến xe. Nhưng mà đi xe ở đâu ở vùng nào? 200 phút rồi. Ở xa Phước Ốc chỗ ngay chùa Pháp Luân đó. Khu đó người Mẽ nhiều lắm nha. Sao Phước Ốc, sao chùa Pháp Luân? Sao chùa xa không quá, sao Phước. Đâu chùa Pháp, đâu có chùa Pháp Luân nào. Đây chạy hút gì nè. Cái chỗ mà. Pháp Luân. Chùa Pháp Luân. Pháp Luân. À rồi, nhớ rồi. Nhớ là chùa Tịnh Luật khác, chùa Pháp Luân khác. Chùa Pháp Luân á. À. Đúng mẹ, vì sao? Làm sao mà nãy con tới bạn cô thích lấy cà vạt rồi đeo vô hả? Nãy giờ vô phim đàng hoàng cả thế giới coi mà. Tôi em coi biết hết rồi cả thế giới, cả bên trong phim nó cũng coi kìa. Một lần xe tôi có 20 lá cờ Mỹ luôn. Gì? Xe 20 lá cờ Mỹ đang trộm đâu. Xe luôn chừng một cờ. Từ lớn tới bé ăn được quay phim hết. Đến người Mỹ cảnh sát nó quay phim luôn. Rồi chiếc xe đâu rồi? À, trộm không? Xe hiệu gì? À, Toyota Corolla. Toyota Corolla. Đang trộm rồi vì không cái mà hư hộp số để chạy tới chạy luôn được. Trong cái ăn trộm cho mất 4 ngày nó tốn khoảng $500 cho mày luôn. Lấy cái bé mà. Ông mất phương hoài vậy. Ngủ ngoài đường ông đó rồi. Đừng có để sẵn sàng nó đi ngang qua cho ai biết lấy đâu. À chứ iPhone 6 một cái iPhone 11. Ông có cấm đi là không ngủ không để đó. Đi ngang qua nó sớt men nói chung là ăn trộm mà nó cũng lấy cắp lẫn nhau của những người mà đúng anh. Mình ta hút cái gì ấy. Đúng. Đây hai vợ chồng con thấy rõ ràng cái thằng. Con nhỏ
thấy tiền bỏ túi. Nhưng mà hơi thật, ông ở ngoài đường thì ông có kinh nghiệm phải cất giấu chứ để lộ lỡ sao mà nó lấy. Đúng rồi. Nhưng mà ông cũng thiệt tình là hồi nãy con tới là ông quăng cái bóp đó, con nó thiệt là con cũng hơi hồi hộp. Để bóp đó. Em nói ông cất cái bóp rồi nha, để nhảy qua nhảy lại hồi ông đi cái thằng nói thằng quay phim đó nữa. Biết mấy ông cái không có động đâu. Dĩ nhiên rồi. Đó tụi những lúc tôi đâu có tiền. Có đồng là tôi vô ngay là tôi gỡ hết rồi. Đêm không có để tiền nhà. Hả? Quay có tài khoản ngân hàng nữa hả? 4-5 cái ngân hàng đó ông nội. Nè, ông mấy cái cái gì? Oh man. Oh man. 4-5 ngân hàng lớn ông nội. Phải không á? Ông đưa thử thẻ coi coi. Không, nhưng mà như vậy mỗi một cái tài khoản ngân hàng ông phải có trên 1.500, còn không có trên 1.500 ông đóng phí lãng nhách tháng ông để chỉ 4-5 cái à? Muốn ngân hàng là không có, muốn đi đâu cũng có tiền trời. Hả? Anh biết đi dành tiền. Ông không hút sách gì hết. Thôi nói với chọc ông chơi với lấy ra làm gì? Mà. Đúng rồi, ông đi dành tiền. Này nè, business đàng hoàng, coi đi. Sao cái business sao á? Là... không mua sách, không vô chè, không đi điếm, không khỉ gì hết. Tôi biết công tiền, à, lo công tiền à, cái dành tổng đường. Giúp đỡ oh man. Ừ. Business sau đó là business. Đúng rồi, đúng rồi, cao business. Sau này cái tên, cái hãng nghề Lenscap của tôi đó. À... The Happy Canini Super Startup. Ồ, cái này tên của ông mà, đúng là cái này thì không có, còn không quay phim được, nhưng mà oh man, đúng là cái thẻ này, nhưng mà còn thẻ còn vài lên đâu. Cái là cái công ty làm nghề của tôi đó. Oh man. Đúng mà, tôi muốn đâu tôi làm chủ đó. Từng một ngày tôi làm 5.000 đô đó. Một ngày thôi, làm nhà hàng làm gì có một ngày 5.000 đô. Rồi thôi, cái đi, nói chung là mấy cái này đồ nhạy cảm. Rồi nha, ba cái đằng mà đó. Một cái pha gồ nữa nè. Thôi, được rồi, qua vào đâu ta thấy rồi. À, thưa các bạn, chú Ngọc đúng là có nhiều thẻ ngân hàng. Nhưng mà mỗi một cái ngân hàng nếu mà ông không có dưới 1.500 á là nó sẽ chạc cái monthly fee á. Tốn mấy đồng thì nào? Mấy đô? Chính xác. 15 đô cả. Đúng rồi, vậy là ông thật sự ông có. Muốn 12 đô hiện nay, trước đây thì nó hơn nha. Và tùy theo cả cao. Có dưới 1.500 đô phạt tháng chạc 12 đô. Cái của business thì 16, của Binance Snow là 12, các tài khoản cá nhân thì 12 đô, tài khoản business thì 16 đô. Dưới 1.500. Mấy bạn mấy cả đốt cao hơn. Đốt cao. Thì mấy thằng bạn mấy cả hơn, mấy chỗ kênh nó đẻ hơn. Ừ. Còn yeah. Phiêu Pago nó gửi về Việt Nam được. Man. Tiền cho chuyến đi Việt Nam á. Một lần gửi dưới 1.000 á. Bóp xài hiệu Guess rồi đàng hoàng. Đúng. À, để mai con kiếm cái chứng nhận coi như là cái này là coi như là thích sống tự do chứ không phải là homeless. Đừng nghĩ homeless. Nó không thì tôi mắc cỡ lắm. Tôi làm sao có những homeless nó mới. Rồi ok. Tôi mà homeless cái tắc họ thiên hạ chắc đó rồi đó. Ok. Tôi đâu phải thứ đó. Rồi bây giờ nè. Coi như là ông có nhậu uống bia rồi không? Có. À, uống bia. Uống một vài chai thôi. Có hút rồi không? Chích rồi không? Có. À. Thiệt không? Thấy không? Hút thuốc không? Hút nhưng mà hồi đó giờ chú có đánh bài đồ cờ bạc đâu không? Không hả? Không. Lần rồi chứ chỉ có một ngày lần thôi à. À đi chơi biết. Anh Trung thì nói chung là chỉ đánh bài. Hả? À. Nói thiệt là có hút chích không? Em hả? Nói chung ra thì trước thì mình chúng ta ra bây giờ cũng bỏ trước hút lại rai, bây giờ bỏ rồi hả? Bỏ bớt rồi. Tại lý do là không có tiền hay là không có tiền có tiền cũng vậy nữa. Sao bỏ nổi? Không, nghe nói là thì anh Trung anh lớn tương tuổi thì tôi nghe thường là khi mà hút rồi đã mấy người ghiền đó là khó bỏ lắm. Không có ghiền. Ông làm sao ông bỏ? Không có ghiền, ham vui thôi. Không ghiền. Hồi trước em còn lúc còn nhỏ ở bên New liền đó luôn, nó chơi không có là không được rồi. Còn giờ không có vậy. Yeah. Lâu lâu thì kêu làm như là mệt mỏi hay sao đó, làm hơi cho tỉnh táo vậy thôi. Không có chơi chung làm đang còn đầy đủ mà. À. Mấy bạn rụng răng hết rồi. Đứa đi tù đứa chết tùm la. Đúng đúng, ông răng ông có rất đầy đủ. Răng hàm răng tương đối đẹp nha, có răng khểnh rồi nữa nha. Ông tướng ông đó đẹp trai lắm á. Ông cười nhìn có phong trần lắm, nó nói thật chứ không phải. Tướng ông Trung đẹp á, sống mũi cao mà.
Có mũi cao mặt. Dạ rồi, bây giờ già rồi. Cảm ơn. Giờ già rồi. Ông thích ăn đùi gà tây không? Bữa nào ông ghé cho cái đùi gà tây. Tại con rất là thích ăn đùi gà tây. Ông biết đi Quan Mạc mỗi lần mua là mua 4-5 cái luôn á. Sao mà là chín? Đùi gà tây không sống khói y như vậy nè, y như cái đồ ông đang ăn vậy đó. Ừ. Tại khi mà ông nói cái này nhớ rồi. Nó bán cái khu đó là nó bán hem nè, bán đùi gà tây nè, bán mấy cái thứ này nè. Xong khói. Quay xong khói sẵn hết rồi. Đúng rồi, chỉ về hâm lại thôi. Chính là ready rồi. Muốn hâm lại đổ nước cho nó nóng, nó hơi khói lên. À. Thì để không nó cháy cái khu. Uh-huh. Đổ nước là tận dòng với lỏng nó hơi nước nó lên. Khô là nên trong cái nó vừa nó phải cháy. Mấy ông ở đây là có khi nào cảnh sát hay là có lại nó hỏi thăm không? Không. Mình ở mới có thể nằm trong kia thì có khi tuổi siêu nó đuổi. Siêu. Còn ở bên này nó không đuổi. Ừ. Có không có đi ăn phở không đâu đó, có khi có gặp cái ông nào cũng ngồi ngay cửa đó, người Việt Nam. Ừ. Ngồi cửa đó, ngồi ngồi xin tiền hả? Ông có bao giờ ngồi cửa đó không? Trung á. Có. Có. Thôi không biết ông thôi chứ biết ông bữa nào tôi đi ăn tôi gặp tôi kêu vô đó. Rồi kêu vô rồi nhà hàng nó cho không? Cho mà không thích vô. Ngại ha. Dạ, đang ngoài đường mà. Đúng rồi. Từ trường vô phố điện nè. Cũng lâu lâu thôi chứ hai ngày rồi. Thằng nhỏ đó hả? Tìm barbecue và ông con trai của ông đó. Cũng mà không nhờ cha mẹ mấy thằng đó. Không đúng rồi. Hải Nam. Ấy là nó thằng con nó mất dạng, nó đuổi nó chửi mấy người gì nhau không? Khinh khi này nọ cháu là ông cho vô nhà cậu hồi nãy thấy có một cái ông nào rồi cũng lớn tuổi đi lụm cái gì bạn á, chiếc lùm lon lùm rác ở đời á, nhìn gì không phải gì đâu anh. Đừng có nhìn bề ngoài của họ. Đúng rồi, nhưng mà mấy thằng đó chỉ là vô dụng bất tài, không nhờ sống nhờ cha nhờ mẹ, không có nhờ cha mẹ, không có thiệt tiền lỡ nhá ra trường đời biết sống với ai, chứ là thứ đó chứ dốt. Ồ đúng rồi, đây rồi đi hỏi thiệt không, nó hơi tế nhị đi rách trùm đâu không? Dễ giờ vừa mấy cái nhà cào lấy từ giấy thục này bỏ xuống làm gì đó đâu, liền thùng rác. Ở đâu mà nhà cào, ở đâu có nhà cào? Đâu có thùng rác đó ông nậu á. À. Lấy cái giấy thục này nè, đừng có nhiều cái thằng nó ngu nó ỉa chứ thèm. Tôi lấy cái giấy thục này nè, tôi để nó xong rồi tấm gọn rồi liền thùng rác. À. Phải thông minh không? Thông minh. Bất cứ lúc nào cũng đi ra cầu được, bất cứ thằng bé nào cũng xài được hết. Rồi đi tiểu, đi tiểu đâu? Thì mình bất cứ tướng gì cũng chơi luôn, lấy cái còn đi nghĩa thì lên khác. Xí vô cái tông đó rồi đổ thằng bé. Sang là nó không cho vô mà giờ nó không rồi. Quên hỏi chuyện vui nữa. Rồi hả mà Thí Nga nó quay ông rồi, ông nói ông cũng không phải homeless hả tôi? Homeless. Ông có nói nó homeless đâu? Đó. Ừ. Thì nói homeless cái gì? Bữa hôm tôi nói được mà người mà được nữa cái sự mà yêu thương hay là hiểu biết gì mà được quý với mấy ông đó, ông dê tôi hả? Ông dê có đủ điều kiện dê em mà. Con vợ anh còn đẹp hơn em nữa kìa. Con vợ tôi vừa 25 tuổi là Ngọc Vân kia, nó còn đẹp hơn nó kìa. Nhưng mà tương lai sáng lạng qua đây làm bà chủ. Wow. Ấy à. Ai. Nó gì cho nó học nghề. Học làm đẹp, học tóc. Ừ. Là móng tay móng chân qua đây tôi làm nghề landscape, nó làm nghề móng tay móng chân, làm mở tiệm tôi có Việt Nam, tôi gọi về Việt Nam mở cái tiệm phở. Ừ. Như này một cái tiệm tóc đó. Dạ đúng rồi, tôi chưa từng gặp người ta mà tôi dám hơn $100,000 đó, có cái thằng nào dám chân như tôi luôn. Ồ cái dao của ông, cái dao của ông nãy giờ mới để ý đặc biệt cột dây đồ để cho nó không có mất hay gì. Ừ. Để đây á là cái bao bọc an toàn nó khỏi mình. À đúng rồi, cái đó là cái bao giống như bao kiếm vậy đó ha. Bao kiếm để yeah. Rồi dùng thông minh tự động. Hay. Một phát minh ra. Dạ đúng rồi. Để công nhận. Người ở đây cái là này đúng rồi. Trong đây luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái đó là vừa phòng thân nữa. À đúng rồi. Gặp hai tôi lấy ăn cái. Nhưng mà thôi. Phòng thân mà vừa làm công chuyện. Nhưng mà thôi. Ông thích tự do, đừng có lụi bại không còn tự do. Biết rồi, nhưng mà khi bắt nó dĩ có những lúc cần phải làm. Đúng, chính xác, nó tấn công mình. Lúc cần phải làm đó là bảo vệ mình.
cái chỗ này ít ở nhà, đi qua bên góc Willred với Business. Oh man, mấy thằng đen nó nằm tao đi. Ở dưới ấy từng có nhiều, ở dưới biết đúng không ạ? Ở dưới đâu? Nhiều lắm. Ở dưới đâu? Biết nát ở dưới hút xì nó bán hút nhiều lắm. Ở đâu? Oh, Business. Business là mình chỉ mới chia phía kia hả? Còn phía này cũng ít lắm, phía nào cũng có nhiều. Đang nay ngồi đây đâu thấy đâu? Không có Việt Nam. Oh, bắp này rác của ông nữa đây hả? Đây từ từ gom lại, gom lại chân chung ra. Ông nói chứ nói chọc chú vui chơi cho ông nói chứ sạch chứ ông ở chỗ này là không biết đường nó sạch hết á. Không không nhìn thấy sạch lắm. Đường cái luôn à. Hả? Tôi quét đường luôn. Quét đường luôn hả? Rồi xong á là tôi dám mấy ô gà luôn. Ồ, chính phủ có trả tiền không? Không. Là volunteer thôi à. Volunteer ở cho sạch. Volunteer ở cho bà con để xe cho an toàn. Rồi tối lát đi đâu ngủ không Trung? Ngủ đây thì đâu? Ngủ à, ngủ chung với ông đây hả? Ừ, bây giờ mấy bây giờ mới này nằm đó. Ở đây nó có tự do, nó không sướng không? Bây giờ không ngủ mình buồn. Bữa ngủ đúng là nói với là có một số tỷ lệ đồ đó tụi Mỹ á, nó thích sống tự do vậy, nó sống nghèo hả? Nó không ràng buộc bất cứ cái gì á. Vợ chồng đi dùng vòng quanh thế giới luôn, chồng ở xe. Ở thì nó đi du lịch nói gì? Nó du lịch mà ở trong xe luôn ông anh. Tôi thấy cái tên công ty Huy á, nó bán nhà. Mà con hai ba bóng đứa nó đi trong xe, nó đi chỗ nó đi vòng vòng á. Nó sống gọi là giang hồ lãng tử đó. Tại họ thích vậy, giống như tôi cũng vậy thôi. À bữa ông ngủ bên kia. Bữa này hẻm kìa. Tiếp xúc biết một ngày biết bao nhiêu người mà tôi gặp người. Người bóc cổ. Cái thằng chồng là ông anh tôi biết. Mà đang là chết. Cái lời hồn. Tôi dạ lắm đó. Mấy con gái mà mày đẹp. Mày công chúa. Tôi gặp mấy ông cá rau nhưng mà giống người vật. Ông nói ông landscape rồi ông làm gì, cắt cỏ hay trồng cây hay là cắt cỏ trồng cây bắt hệ thống ống nước. Rồi sao không làm rồi sao hầu 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 đúng. Cái mùa này hổng rày là mấy cái vụ mà nước mà tưới cây cái cỏ. Oh man. Ờ cái bắt 5-7 ngàn, 50 ngàn đô. Mấy hệ thống sprinkler system hả? Ừ. Cây trước tôi làm cho nó 100 nhưng mà cái nghĩ lên làm từ 3 ngàn đến 5 ngàn đến 10 ngàn á. Tức là làm sugar land á. Nó mướn cái máy mà đào lỗ hết 300 đô rồi. Mà nó trả mình 100 cái máy. Nhưng mà cái máy đó bằng 10 người đó. Cái máy nó cái chuyện nó đào lỗ để nó bắt hệ thống nước xuống nước á. Đúng rồi. Được không ạ? Ok, thôi nói chung là mà tối nay cũng cảm ơn chú Ngọc với anh Trung. Phải nói là cũng gặp người Việt mình nơi tha hương như thế này. Thì cũng chúc cho anh Trung được sức khỏe. Cảm ơn. Sức khỏe rất là nhiều. Và mong trong cái thời gian sắp tới có cái điều kiện nào đó thì thay đổi cuộc sống mình để mình có cái việc làm ổn định. Cảm ơn. Rồi chú Trung, cho riêng chú Ngọc thì chúc chú có được một cái niềm vui luôn luôn. Tôi thấy ông nãy giờ đúng. Kêu bằng anh đi chi, kêu bằng chú giờ ông giờ tên lỡ duyên, tôi đang kiếm anh. Ôi mới 25 tuổi kia ông. Coi như là võ Ngọc Tân phải không? Võ Ngọc Tân. Tân Minh Ngọc. Tân Minh Ngọc. Ông tôi thấy cái thẻ ông Tân võ này. Tôi có nhiều tên. Tân Minh Ngọc. Mình biết sao đặt cái tên đó không? Sao? Nickname Tân là mới, Tân là tôi, Minh là chị. Tại tôi thấy cuộc đời nó chán rồi. Minh là sáng suốt. Minh là Minh Quân. Còn Ngọc Quý. Còn tên Mỹ mấy cành là mấy là cành Eagle là đại bàng của Hoa Kỳ. Mấy cành Eagle. Yes I am. Này nó lỗ tên chính đó đó. Trước năm 75 ông làm gì? Trước 75 là con nhỏ đi làm biển với cha với mẹ mà. Làm hành nghề. Đi vượt biên hồi đó ông đi vượt biên tốn vàng nhiều hơn mấy cây lận? Có tôi đi chùa, tôi đi tôi lên chuyên dầu đi cho ông anh nó đi. Ồ. Tôi đưa cho giờ gặp. Tôi chuyên dầu giùm đi luôn. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Đó chiếc tờ kia. Ở Việt Nam, ở miền Tây giá nhiều lượng cá đẹp không ông ơi? Rất đẹp chứ. Đẹp. Hay á. Cá giờ lạc luôn. Nói chung gái vùng nào cũng có cái đẹp ông ơi. Đó. Ok. Đâu có gì.
ông cứ nói tự nhiên một cách. Anh thành gì xung quanh nãy chưa biết bao lần nữa. Max video. Max video hả? Max video, Max video hả? Dạ, Max video. Max video. Ông có cái phone, ông có internet không? Có internet, lát đi, ông nói tiếp đi rồi để lát mình tôi ghi cái địa chỉ cho ông. Phát biểu gì nói đi. Chào quý vị bà con, mình là Tân Minh Ngọc, cũng là The American Eagle. Mình có đôi lời xin chân thành trước nhất chúc bà con Việt Kiều sống năm châu bốn biển lời cầu chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Người Việt ly hương bất cứ nơi nào, mình nên giữ tiếng Việt. Tiếng Việt còn là nước Việt còn. Cầu mong cho mọi người, tất cả bạn bè năm châu bốn biển, người Việt ly hương sống ở nước ngoài, và luôn luôn người Việt với nhau, chúng ta phải thương nhau giống như Phật tổ Như Lai đã nói, thương người như chính thân ta. Mình thương là con người mình sống có hạnh phúc. Ông trời thường nói, ông trời nói đức hiếu sinh, người sẵn ra từng gì để cái tiền bạc danh vọng nó lắng át đi cái lý trí của mình. Làm gì làm con có cha có mẹ, nó có cha có mẹ mới có mình. Làm người con có hiếu đạo thì những người con đó rất là tốt và tương lai rất là hạnh phúc, tương lai chỉ được sống được no cơm ấm áo. Và những người có đức á, ông tạo thường cho mình có trí tuệ, có lòng người đạt lớn như thế này. Ta có sức khỏe, ta có trí tuệ là ta sẽ có tất cả. Đúng gì? Đúng rồi, sức khỏe. Ta có sức khỏe. Thôi thì dạ chúc cho chú Ngọc với anh Trung được sức khỏe, được cái niềm vui. Luôn luôn có niềm vui là luôn luôn có sức khỏe. Đó là điều rất là quan trọng trong cuộc sống hiện tại của anh Trung với chú Ngọc hiện tại. Cảm ơn. Dĩ nhiên trong tương lai nếu mà có điều kiện cuộc sống tốt hơn, có nhà có cửa có xe rồi chạy tới chạy lui thì dĩ nhiên đó là mơ ước của mọi người. Dạ. Nếu mà tại vì nhưng mà dĩ nhiên hiện tại mình chưa có thành tức. Dạ. Mấy năm trước á mình bắt xe lớn thì sao 6 bánh. Dạ, cái đó là cuộc sống quá khứ. 4 bánh xe 2 bánh là xe Yuho 2 tôi biết rồi. Nhưng mà anh lắc ghê ghét bắt accident the break doesn't work. Okay. I lost control. I get accident but I am lucky I get the full cover insurance. Okay. Okay, okay. Rồi được rồi, dạ. Chú Ngọc nói lời cuối cùng để dạ video dài rồi. Cầu chúc tất cả bà con người Việt ly hương sống năm châu bốn biển lời cầu chúc chân thành nhất là sức khỏe, an lành, hạnh phúc, và người Việt chúng ta phải thương nhau, đừng có ganh tị, đừng có hiềm khích, và những người con sống có hiếu đạo với mẹ cha, anh em thương nhau. Với nhau là đồng hương, bảo vệ đồng hương. Con người cũng có những lúc gặp cảnh khó khăn thì chúng ta phải thương nhau chỗ đó. Ở đồng mình không biết được ngày mai, ở đời ta nói là cát bụi cuộc đời thôi mà. Dạ đúng rồi. Nữa là vô thường, không biết ngày mai, bây giờ ta sống ngày mai biết ta có sống hay không. Cho nên đừng có bao giờ tiền bạc không phải là tất cả, niềm vui là tất cả quý vị à. Đời sống cuộc đời nó ngắn ngủi lắm quý vị à. Vì cho nên á, mình ta đôi lời tin mong tất cả mọi người sống phải biết thương nhau nhiều hơn trong gia đình, thì cái gia đình, cái vợ con phải biết thương con. Dạ rồi, dạ được rồi. Con, dạ. Con cháu phải biết thương cha thương mẹ. Cha mẹ còn sống là phần đại thế đó quý vị. Cho nên những gì mình làm được tốt lành thì cái hậu quả sau này tốt cho mình, tương lai cho mình. Đó. Cái đức thắng tài quý vị à, là có đức thắng tài, đức trọng quý thần kinh, nói được thì phải làm cho được. Đó, ok. Dạ. Okay. Cảm ơn. Xin chào. Bye bye. Dạ. Bà con sống năm châu bốn biển lời cầu chúc sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, muôn muôn
đời là con cháu ta phải vươn lên ương ngực làm người sống, phải có hữu ích cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Cảm ơn quý vị. Dạ rồi, con cắt rồi. Ok, dạ dạ, cảm ơn Ngọc. À, thưa các bạn, các bạn cũng đã nghe trong hơn một tiếng vừa qua những cái lời tâm sự của chú Ngọc cũng như là anh Trung. Các bạn có thấy trong video mình có một cái, phải nói là có một cái, sau khi mà trò chuyện đi với họ thì dù họ nói như thế nào mình vẫn cảm thấy như một cái nỗi buồn man mác. Tại sao người Việt mình lại như vậy? Thôi thì đó là sự chọn lựa của họ. Cầu chúc cho ơn trên mang đến cho họ những cái sự thay đổi, mang đến cho họ những cái sức khỏe là điều quan trọng nhất, và tiếp tới là những sự thay đổi trong cuộc sống sắp tới của họ, để họ có được một cái cuộc sống tốt hơn là sống lề đường. Cảm ơn các bạn.